Hôm nay chúng ta tiếp về cái người biết quả kết quả. Người mà thí vật thoa cái vật thoa nó khác nha. Thật ra đó, cái vật thoa đó tức là vật mà để lau nhà rồi đó, hoặc là thân đó. Thời Đức Phật thì Ấn Độ nó thời tiết rất khắc nghiệt, nóng có thể nóng tới 45 độ. Hiện nay ở Sài Gòn đang nóng tới 50 độ á, còn ở vùng miền Tây á, là vùng Hòa Công không có nước, không có nước uống luôn á. Rồi ruộng lúa năm nay có thể là bị thất mùa luôn. Cái vựa lúa miền Tây giờ nó nước nó cạn, nó không có. Nhiễm mặn tại vì nước sông nó không tuôn xuống được thì nước biển nó dâng lên thì đương nhiên rồi. Rồi điện thì tăng, dầu nhớt thì tăng. Rồi gạo tăng. Độ nóng có thể lên 45 độ. Lạnh. Cái thời tiết lạnh của Ấn Độ nó có thể xuống là 26 độ. Cái thời đó nha. Cái thời này còn khủng khiếp nữa. Cho nên cái thời tiết này đó, cho nên Đức Phật dạy cái pháp gọi là kham nhẫn đối thời tiết, mới là nhẫn nại đối thời tiết. Mà từ đó, từ cái chỗ này nó mới xuất phát ra cái được gọi là thiền định. Cái thiền định gọi này là có trước thời Ấn Độ, có trước thời Đức Phật rất là lâu, rất là lâu. Mà do cái thời tiết khắc nghiệt này đó, cho nên các ẩn sĩ mới vô rừng. Vô rừng nó thì nó có cái cây nhiều thì nó đỡ nóng chút. Tuy nhiên nó cũng không có cải thiện bao nhiêu, cho nên các vị nó mới tu tập đề mục gọi là theo dõi hơi thở vô hơi thở ra. Cái đoạn đầu là theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, hơi thở vô hơi thở ra thôi. Để cho nên quên đi cái nóng, quên đi cái lạnh. Dần dần tự nhiên phát triển tâm linh, chứng đắc được. Và khi mà an trú ở trong cái thiền này đó thì cái sự lạnh, sự nóng nó không có nữa. Thân nhiên không cảm cái lạnh hay thân không cảm cái nóng nữa. Để nên để mà còn những vậy mà không có vô rừng tu thiền được á thì sống ở đó đó thì da đó, da với môi, da môi hay là tay chân, cái do nóng lạnh này nó nứt ra, nứt. Môi nó bị như bị nứt vậy, rát vậy. Má được bị nứt rồi. À, cho nên người xưa đó người ta mới cúng dường cái dầu mè đó, dầu mè để thoa vô. Trời lạnh mẹ thoa vô thì cái sự cái da mặt hay là môi cái nứt nẻ nó không có, nó giảm đi. Cho nên cái dầu mè này được gọi là một vị thuốc trị bệnh vào buổi chiều cho trời Đức Phật. Giờ trời Đức Phật cho phép sử dụng cái năm cái dược phẩm vào buổi chiều, thứ nhất là đường, mật. Mấy này là cái sinh tố, dưỡng tố để
để giữ gìn cái thân thể mình. Hoặc là sữa tươi, rồi sữa lỏng hay là sữa đặc, cuối cùng là dầu mè. Thì mà khi mà cúng dường dầu mè như vậy đó, thì da dẻ nó được lành lặn, nó không có bị hư hại, và những cái bụi bặm nó không có bám vô được. Đức Thế Tôn, thân của Đức Thế Tôn á, cái bụi không bám vô được. Nghĩa là gió thổi cách mấy giờ đó, mà cái thân của Đức Thế Tôn á, bụi nó không bám vô, đụng rớt xuống. Hồi xưa trong quá khứ ngài cũng dường cái vật kho rất là nhiều, nhưng mà ngài vẫn đi tắm, bởi vì ngài điều tiết cái sự nóng lạnh ở trong thân rất là, vẫn đi tắm nhưng mà không phải ngày dơ, ngày tức là bụi bặm nó không bám vào được. Còn thân chúng ta thì cái bụi bặm nó bám từ lưa. Thì cái gọi mà cúng dường dầu mè vật kho này đó, thì là có thân thể xinh đẹp hài hòa, nghĩa là cái gói là cái quả mà thấp nhất á, là có cái thân thể nó xinh đẹp cách hài hòa. Tức là cái nước da, nó có nước da luôn, trơn láng, nước da luôn trơn láng. Rồi không cao quá, không thấp quá, không béo quá, không gầy quá. Cái thân nơi nào mà đáng lồi thì nó lồi, mà nơi nào đáng lõm thì nó lõm. Nó không có, cái là nơi nào mà đáng lồi thì nó lồi, mà nơi nào đáng lõm thì nó lõm sớm. Nó rất là hài hòa, nó không có gì hết. Thì cái này chỉ là quả thấp nhất thôi. Thì trong thời quá khứ, trong thời Đức Phật Kassapa có 500 nữ nhân cúng dường dầu mè đến Kiên Chư Tăng. Dường dầu mè đó thì mệnh chung 500 cô này được sanh lên làm 500 cô tiên nữ. Mà 5 cô tiên nữ này gọi là thiên phi của vua trời Sắc Giá, không phải là thiên hậu mà là thiên phi, đứng ở giai cấp thứ hai đó. Và 500 cô này rất là đẹp, và trong kinh gọi 500 cô này là có bàn chân đỏ hồng, có đôi chân hồng như chân chim bồ câu. Đây là cái quả mà cúng dường vật hoa. Cho nên ai mà lao quét cái chánh điện hay sân hay là bảo tháp vậy đó, nhớ kiếm cái nước tẩy rửa sạch. Nó cũng là một loại cúng dường nước hoa đó, cúng dường nó đều tốt. Nếu mà cái cao nhất của này người ta biết được cái quả đó là như vậy, nhưng mà nó cũng chỉ có giá trị một kiếp của chư thiên thôi, không có nhiều lắm. Thì cái tác ý là bụi không bám vào thân. Đây là cái quả chủ yếu của sự cúng dường vật hoa, mà bụi mà không bám vào thân. Thì khi mà biết được cái khi mình cúng dường vật hoa nó là như vậy đó,
Thì là nên là sẽ ước nguyện rằng cái bụi đó là gì? Cái bụi đó là chính là câu uế, tức là phiền não. Nó không bám vào thân, tức là tâm nó không bị vướng bận bởi phiền não nhiều. Tâm thân nó không bị vướng bận phiền não nhiều, tức là nó sẽ không bị cảm dục, bị cảm dục nhiều. Nó không bị cảm dục nhiều. Cho nên ước nguyện là sẽ về cúng dường ở bậc tho như vậy đó. Ví dụ nhất là những ai mà như thằng Tâm là lau quét dọn bảo tháp hay chính điện rồi đó, nhớ mang theo một cái ít cái chất dầu hay gì đó để đẩy đi những chất vi bụi bám vào đó. Để ước nguyện là sau này những cái phiền não nó sẽ không có bám vô cái tâm mình. Tức là đối với sắc tinh hương vị xúc á, mình thấy có như không, không như có, nó không có, nó không bận biểu tới. Nên biết là cái quả nó là như vậy. Bây giờ tới khí bậc thơm. Khí bậc thơm là cái dầu thơm đó. Ở nhà mà mình có kim thân Phật á, nên mỗi tháng nên lau chùi kim thân Phật hai lần. Ở chùa, ở nhà mình có thờ kim thân Phật không? Rồi đừng có làm biến nữa, ráng cho mỗi tháng hai lần là tắm rửa cái kim thân Phật. Phật tắm rửa bằng nước thơm, rồi lấy dầu thơm bỏ trong nước á, sạch, lau thật sạch kim thân Phật sau, dùng dầu thơm xịt lại kim thân Phật mình. Cái này gọi là mình cúng dường vật thơm đến cho cái ân đức Tam Bảo. Mà nhà mình có cái tượng Phật đó, mình làm đi, một tháng mình làm hai lần nó có bao nhiêu đâu, nhưng mà nó kết quả rất là tốt. Vậy có nhiều người ấy, Phật nhà thì không linh, không làm, mình vô chùa lo quét dọn. À, chùa nhà Phật mình bỏ phế, bụi đóng cả lớp. Mấy người mình để mà cái kim thân Phật mà bụi đóng nhiều, nó cũng không được, không là tốt đâu á. Sau này mình bị phiền não dây quanh nhiều, mà mình lau chùi kim thân Phật nhiều tốt. Lên trên ở trên gác trên lau quét cái kim thân Phật trên. Rồi khi mà mình lau kim thân Phật, mình dùng dầu thơm mình đưa vô. Thì sau này cái quả sau này là sao? Nơi ở của mình, thân thể của mình, nó không bị hôi hám, lúc nào nó cũng có cái mùi thơm trong đó. Cho nên cái khi mà Đức Phật, chúng ta có một cái gọi cái hương thất của Đức Phật đó, đó là danh thất của Tý đó. Thì cái này được danh thất của Tý, tức là một cái hương thất. Ai mà đi Ấn Độ á, mà ghé cái Đại Tự Kỳ Viên á, thì có một cái chỗ được gọi là để là chỗ đó. Bây giờ tự nhiên là rào hồi xưa đi á, không biết giờ nó có mở chưa. Nên ngay cái có một khoảnh nha. Ở đây khoảng độ khoảng 4 mét vuông. Rào lại. Ở ngoài để tấm bảng, đây là hương thất của Đức Phật. Ở Đại Tự Kỳ Viên mà, chứ làm gì mà ở có nữa. Cái này đòi hỏi hướng dẫn viên du lịch phải biết. Cái điều này hướng dẫn viên du lịch phải biết.
Mà ở đây là cho hương thơ thông hương thức Phật, sau này ai mà đi Ấn Độ á mà có tới được đó. Ở chỗ này là một trong bốn điểm bất di bất dịch của chiếc trái đất này. Bất di bất dịch. Thì ở chỗ hương thức của Đức Phật này đó đã có bốn vị Phật ở rồi, bốn vị Phật. Cái chỗ này cái giường á rộng hẹp hay là dài ngắn nó khác nhau, nhưng mà ở nơi đặt bốn cái chân giường này nằm trong khuôn viên này. Ở trái đất này, nơi này á, trong cái kiếp trái đất này có bốn cái chỗ gọi là điểm bất di bất dịch, bất di bất dịch. Mà thường thường người ta chú ý tới cái điểm bất di bất dịch thứ nhất thôi. Là cái Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng là nơi mà có bốn vị Phật chứng vô thượng chánh giác ở tại đó. Và trong thời trong cái kiếp đó này có năm vị Phật, là khởi đầu là Đức Phật Cát Cú Sanh Thá, tiếp theo là Đức Phật Gotamana, tiếp theo là Đức Phật Kassapa, rồi Đức Phật Gotama, và cuối cùng Đức Phật Mettayá. Năm vị Phật này thì sau này ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này nè, tức là cái khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng này nó rất lớn, nó rất lớn, nó không phải như nhỏ bây giờ đây, ở đây chỉ là một góc thôi. Ngay cái khu vực mà giác ngộ gọi là Bồ Thí Măng Đá đó, Bồ Thí Măng Đá, thí dụ là dòng đá giác ngộ đó, thì nó rộng khoảng có 8 ca thị xá, 8 ca thị xá nó tương đương với 8 mẫu. Ví dụ nó rất là rộng lớn. Thì ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng này đã bốn vị Phật rồi, tức là Đức Phật Cát Cú Sanh Thá cũng chứng đắc vô thượng chánh giác ở chỗ đó. Rồi Đức Phật Gotamana cũng chứng đắc vô thượng chánh giác ở đó. Đức Phật Kassapa, Đức Phật Gotama, sau này Đức Phật Mettayá cũng chứng đắc ở chỗ đó. Nên cái đây là có một điểm bất di bất dịch, không nghe gì. Cho nên một số nghe được cái vậy quan hỷ lắm, nói là do cái phước này con xin được tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng. Cũng được tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi cái theo cái sứ giải á, thì 5.000 năm thì tất cả xá lợi của Đức Phật là quy tụ về cái Bồ Đề Đạo Tràng này, và xá lợi đó sẽ từ trong xá lợi thuyết pháp ra. Đức Phật này sẽ thuyết pháp ra, Đức Phật thuyết pháp 7 ngày 7 đêm, và chúng sanh thành đạo rất là nhiều. Rồi sau đó xá lợi bốc cháy tan biến luôn. Thì nghe vậy một số quan hỷ nói gì, xin cho 5.000 năm con tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng để con nghe pháp. Mình xin nhớ nha, 5.000 năm mà tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng đó để mà nghe pháp chứng đắc đạo quả đó, con người không bao giờ chứng đắc được. Bởi vì con người lúc đó không còn niềm tin Đức Phật Tam Bảo rồi. Ác pháp nó tăng lên đến mức độ mà khủng khiếp. Vào thời đó đó thì mấy vị tỳ khưu đó, có vợ có con, đi cài mướn, đi chăn nuôi, đi làm đủ công chuyện hết, nó không khác gì người đời. Chỉ có cái là để chứng tỏ mình người tu là có miếng vải vàng dán trên vai hoặc là dán trên cạo áo để cho chứng tỏ là nhà tu. Thì hiện tượng này bây giờ đang có đó nha, bây giờ đang có đó. Ngay cả nước Nhật vậy cũng có cái nhóm gọi là Tân Tăng, rồi ở nhóm Đại Hàn với nhóm khác cũng có luôn. Tức là hòa thượng thượng tọa vẫn có vợ, vẫn ấy, vẫn làm chính trị, vẫn làm kinh doanh, khi mà cũng là đắp y vô thôi là cũng là hòa thượng thượng tọa. Nó tương tự bây giờ, tương tự cái một số tu sĩ ở mấy nước khác đó. Ở Việt Nam thì cũng nhóm một số đó. Nó không khác gì là những mục sư của Tinh Lành. Mục sư Tinh Lành có vợ có con nha,
ở trong chùa, ở trong nhà thờ đàng hoàng nha. Bây giờ á, bây giờ quý vị biết cái nhóm mà gọi là cái nhóm mà như tăng mà gọi là cổ sơn môn đó, cổ sơn môn. Cổ sơn môn. Bây giờ vẫn còn nha, bây giờ vẫn có nha, ở Bà Rịa đó, ở Bà Rịa cũng có. Và ở mấy vùng mấy vùng sâu vùng xa ở miền Tây đó, thấy như Định Tường đó, cũng có. Đi cúng thì cái đi cúng mặc áo khoác vô cúng Địa Tạng hay là Vu Lan hay là gì đó vẫn có. Nhưng mà về nhà vẫn có vợ có con, mà vợ con vẫn ở trong chùa nha, vẫn có nuôi heo, vẫn là vẫn ở trong chùa, cái chùa đàng hoàng, người gọi là cổ sơn môn. Mà ở Bà Rịa, cũng có rồi, cũng có. Mà có lần sư đã ghé qua bên đó, sư vô trong đó. Vậy này cũng là cổ sơn môn. Và vợ thì may vá, làm nghề thợ may. Còn trong chùa thì nuôi heo, Ở Bà Rịa nè, ở đường Điện Bình vẫn có nè. Nhau nghe có cổ sơn môn này. Và mỗi lần đi cúng là cũng đắp y lên, cũng này kia, cũng là hòa thượng, cũng thượng tọa như thường. Thì vào lúc đó, thì người ta không có còn tin vào Tam Bảo đâu, không tin, vào Bán Sư nữa đâu. Bởi vì cũng giống như họ thôi, cũng đi làm ruộng, cũng đi kinh doanh, cũng đi săn bắn, cũng đi bắt ta, bắt cá này kia. Cũng đâu có gì đâu, cho nên không có niềm tin. Mà đã không có niềm tin thì không thể chứng đắc đạo quả. Cho nên nói là sao 5.000 năm cũng tái sanh về Bồ Đề Đạo Tràng, làm phước ước nguyện vậy cũng có thể sanh về Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng mà sanh làm người không bao giờ chứng đắc được đạo quả. Chứ đừng nói sanh vào Bồ Đề Đạo Tràng thành cắt cát thì nhông hay là cô rắn rít nằm đó thì càng thua nữa. Cho nên ước nguyện cái nữa, ước nguyện không có đúng. Tưởng là hay mà té ra nó chẳng có hay ho vậy trời, nó nguy hiểm. Cứ ước nguyện chứng đắc nữa niết bàn đây, chừng nào chứng đắc nữa thì là ấy rồi, không có cái bị cái lầm lẫn ở chỗ đó. Thì ở đây là một cái điểm thứ nhất, là nơi mà Bồ Tát chứng vô thượng chánh giác là Bồ Đề Đạo Tràng. Thứ hai là nơi Đức Phật chuyển pháp luân, nó còn chứ ở vườn nai Paranasi đó, nó có cây cột trụ lớn, có hình biểu tượng trên này có hình sư tử. Cái cột trụ này của vua A Dục. Và nhưng mà đất ở chỗ này là đất bồi, không phải đất nguyên thủy nữa. Bởi vì chỗ du lịch này cho nên đem đất khác vô thác bồi lên, không phải đất nguyên thủy nữa. Ngay đất rõ Bồ Đề Đạo Tràng cũng là đất bồi, không phải đất nguyên thủy. Nó không phải cái đất nguyên thủy. Cho nên tới đó mà cố gắng lấy đó cũng là không có kết quả gì đó, tác dụng. Điểm thứ hai đó là như vậy. Điểm thứ ba đó là Ganh Thác Cu Tí này, thì nói chung là ba cái điểm này sư đã từng ghé qua. Và đến cái chùa Kỳ Viên á, thì đó đi thì mấy ông sư ở đó cũng học đó, cũng nghiên cứu rồi, mà bị sư hỏi, bị sư buộc dẫn đi, tôi đi vô là chuyến này tôi đi vậy đó, sẽ Ấn Độ sư đi 3 lần mà lần thứ hai nó tôi sẽ đi thì phải dẫn cho tôi tới chỗ này. Còn một điểm là sư chưa đi tới, tức đó là chân thành Sang Cát Xá. Nên cách xa. Bây giờ thì có tuyến du lịch cho thời đó, thời xưa đi là không có. Cái người nào đi sau này có cái tuyến du lịch tới chân thành Sang Cát Xá. Ấn Độ 4-3 điểm, 1-2-3-4, 3 điểm này xưa đi qua đó. Và điểm thứ ba này buộc phải dẫn xưa đi đó. Thì cái Ganh Thác Cu Tí này nè là cái vùng đất mà đặt cái giường của Đức Phật. Giường Đức Phật nó làm nó là phục chế lại. Cái giường của Đức Phật chiều dài này khoảng 2 mét à. Sai.
không đúng. Bởi vì Đức Phật cái tối thiểu, cao tối thiểu khoảng 2 đến 2.4. Bởi vì hai thứ là không đúng. Có giường, thứ nhất có cái không có khoảng có giường, nhưng mà trên đó cái khoảng khoảng đất để bao quanh vậy, nó nói này, thì từ đây qua đây được khoảng 2 mét. Cái dùng đó, cái hương thất của Đức Phật rộng hơn nhiều, nhưng mà nó phục chế là khoảng 2 mét vậy thôi. Nhưng phục chế thì sai, không có đúng. Mới chờ chỗ đó, đó chỗ này mới lấy cái đất của nó. Lúc trước sẽ lấy đem về, sẽ biết thờ đâu, để đâu rồi, biết đây rồi. Và muốn vậy đó, lúc nó có mấy người bảo vệ Ấn Độ đó, lúc cho anh Tâm Tui, Tâm Tui tiện độ đó, nói lấy dùm vô miếng đất, nó vô cào ra, không phải dùng miếng đất, mang theo cái lọ theo. Mà ở chỗ này là bốn vị Phật đã từng có cái giường ngủ đặt ở đây, dài ngang rộng như thế nào có thể thay đổi, nhưng chỗ đặt bốn cái chân giường nó phải nằm trong khu vực này. Ví dụ như thời Đức Phật Cao Cú Sanh Thát, có thể là chiều dài của cái giường này nó có thể là 8 mét, chiều ngang nó có thể là 4 mét, chẳng hạn vậy. Thì của Đức Phật chúng ta chiều dài này khoảng 2 mét rưỡi, chiều ngang nó khoảng 2 mét hay là 1 mét rưỡi. Nhưng mà bốn cái chân giường này cũng nằm trong khu vực này. Đó là cái điểm thứ ba. Và cái này được gọi là hương thất. Tại sao? Thứ nhất nha, điểm thứ nhất là cái Phật tử đem hương hoa tới rải chung quanh này, cho nên ở trong này có cái mùi hương tự nhiên bốc ra. Mà cho dù là Phật tử không có rải thì ở trong cái nơi này cũng có cái mùi hương nó thoang thoảng. Đây là một cái địa điểm rất là đặc biệt. Nhưng mà đi mà bỏ quên cái này là một điều thiếu sót trong cuộc hành trình, và không nhận lấy được những cái đó cũng là một điều thiếu sót. Rồi thì cái điểm thứ tư, có những người đi mà không có nắm bắt được cái ý nghĩa, cho nên bỏ qua rất nhiều. Cái thời của sư đi đó, không phải là sư không biết cái này, nhưng cái thời đó cái tuyến du lịch đi tới chân thành này không có. Ở Bắc Ấn. Cái thời mà sư đi thì nó không có tuyến du lịch đó, và cái nó rất là hoang vu. Đồng thời bọn cướp nó trấn lột ở đây rất là nhiều, bọn cướp rất là nhiều. Có những đoàn du lịch đi tới đây bị cướp nó trấn lột, nó không giết nhưng mà nó trấn lột lấy hết này, nó đuổi về. Và cho nên lúc đó cái nhà nước Ấn Độ không có cho đi. Không, bây giờ thì nó đã cho cái tuyến đường du lịch nó đã giữ an được rồi. Mọi do lên đây nên nhớ lấy được cái chân, cái đất ở thành chân thành Sang Cách Xá này. Đâu có lấy đúng không? Đi cái đoạn xa là như là con Phương nó đi thôi. Nhưng mà có một cái cô ở Chùa Từ Quang cũng đi đợt thứ này, đợt này đi lên trên đó lấy được cái đất của thành Sang Cách Xá này về cúng cho sư, và sư để lên cái tượng Phật của sư. Sư không đi mà vẫn có, nên để lên cái tượng Phật đang thờ trên đó, nhớ không? Từ cung trời đạo lợi, Đức Phật ngày xuống cái bước chân đầu tiên đặt xuống đó ở chân thành Sang Cách Xá này, nó bốn điểm bất di bất dịch. Mà đặc biệt cái hương thất này
lúc nào cũng có cái mùi hương nó không có nồng nặc, nó dịu dịu vậy. Và đến nỗi rằng cho dù Đức Phật ở chỗ nào thì cái nơi làm vệ sinh của Đức Phật, tức là nơi nhà vệ sinh á, nhà vệ sinh nó cũng có bông hoa và nó trơn láng nằm trong những cái bông hoa. Cho nên khi mà ngài ra hô lá, không có nghĩ thì cô không cho ngài ra hô lá ở chung đó, ngài đi vô phòng vệ sinh của Đức Phật nằm ngài ngủ. Đức Phật đi ngang ra cái bước vô cái tầng hắn, cái vô trong kia nói ngài ra hô lá cũng tầng hắn lại. Đức Phật hỏi ai đó, bạch Thế Tôn, con là ra hô lá. Trong cái đêm đó ngài ở trong nhà vệ sinh đó, từ đó Đức Phật ngài chế định điều học là vị tỳ khô có thể ngủ với cái người chưa thọ giới bậc trên được 3 ngày. Đó là như vậy. Cho nên đây là kết quả của ngày xưa Đức Phật ngài thường cúng dường Phật cơm. Nên được cái quả vật chất nó vậy thôi. Nhưng mà cái quả vật chất đó nó không có quan trọng lắm. Nó được cái nó khí vật thơm thì nó sẽ nhận được cái quả có vật thơm, tức là thân thể có mùi thơm nó đành. Mà trong hiện tại này sư biết có một cái người nha, họ không bao giờ tắm xà bông, họ bị dị ứng với xà bông, không bao giờ tắm xà bông, tắm nước lã không thôi. Nhưng mà thân của người này luôn luôn có mùi thơm, họ không tắm xà bông, họ bị dị ứng mấy cái đó, không tắm, tắm bằng nước lã thôi, nhưng mà thân nó có mùi thơm. Cái phước đặc biệt của người ta là như vậy, nhưng ta không hiểu tại sao ta có, ta không hiểu tại sao ta có. Còn có một số người cứ sáng xịt nước hoa, trưa xịt nước hoa, tối xịt nước hoa, ngày nào cũng nước hoa, rồi ngủ giấc dậy nó hôi rình, nó chẳng có thơm chút nào. Phải biết nên cái mùi thơm thì có, là thân thể có mùi thơm, có mùi thơm tức là thân được thơm. Rồi nói có mùi thơm hơn. Tức là hơi thở cũng có cái mùi hương. Hơi thở cũng có mùi hương. Chẳng hạn vậy. Mà hơi thở có mùi hương ngoài một cái đặc tính đó, nó còn có một cái đặc tính khác là sao? Là cái lớp đàm ở trong bao tử này nó làm này nó dày. Cái người nào mà lớp đàm ở trong bao tử này nó mỏng đó, thì ở trong bao tử này cái hơi nó xuyên qua. Và khi người này thở ra hoặc người này nói, cái mùi hôi nó bốc ra. Cái mùi hôi bốc ra khiến người ta khó chịu, chỉ nói thôi. Thì nói về bờ cái vật lý thì cái lớp đàm ở trong bao tử này nó mỏng, nó không đủ sức ngăn cái mùi hôi trong cái bao tử này ra. Cái lớp đàm này mà nó nhiều thì cái nó ngăn cản được cái này, nhưng người ta không có cái nói là không bị hôi. Nó là một cái thân vật lý nó là như vậy. Nhưng cái nghiệp quả, cái người mà thường mà mở miệng ra mà hôi hám đó, nói vậy. Có mùi hôi đó mà chưa biết, có ông sư mở miệng ra là hôi, mở miệng ra hôi, mặc dù ông xúc miệng rất nhiều lần trong ngày mà hãy mở miệng ra là hôi, mở miệng ra là hôi. Và nếu ai biết đó, thì thấy là ông nói 10 chuyện khó tin không, nó quen cái tật đó. Hồi đó có ông đó thì ông ở, giờ ông hoàn tục, ông qua Mỹ hoàn tục rồi, ông đó ở chùa Phước Hải á. Ai mà biết ở chùa lâu năm thì biết ông đó. Giờ ông đi qua Mỹ rồi, nói nó chuyện nó không có cái gì mà nó tin được. Người nào thường dối trá, thường mà nói dối đó, thì kiếp sau sẽ là người nói ra cái miệng rất là hôi, hơi thở rất là hôi.
Chứ nó đừng tưởng hôm nay mình dối trá, mình lừa gạt người ta thì kiếp sau mình khỏe là không có đâu. Nội về thân vật chất mình nó lại chưa kể là cái ác nghiệp khác nữa, nhân quả của ác nghiệp khác nữa. Nhưng mà nói về cái nói dối thì nè, kiếp sau là hãy mở miệng ra sẽ là có mùi hôi, mở miệng ra. Sáng nào mà quý vị xúc miệng, thức dậy mà xúc miệng, chưa xúc miệng mà thở ra tự mình cảm thấy có mùi hôi đó, thì biết đây là cái quả. Cái quả ở quá khứ đã từng nói dối. Thì nhân dần dần lại đừng có nói dối nữa. À, ở trong kinh điển nói là sở dĩ con Kinh Na Rá không nói tiếng người, Kinh Na Rá có thể nói được tiếng người. Kinh Na Rá là một cái loài chim thần thoại, đầu người nhưng mà hai cánh chim, nó rất là xinh đẹp. Và con Kinh Na Rá này hay là Kinh Na Ri là con mái và con trống, nó nói được tiếng người nhưng mà nó không nói, vì nó ngại rằng nếu ta nói nhiều quá ta sẽ bị nói dối, nó không nói, nó sẽ không nói. Và Kinh Na Ri này tiền thân là bà Yajurala, cũng là một từng một kiếp làm con Kinh Na Ri này. Thì khi mà mình cái cúng dường vật thơm á, nhất là những cái kim thân Phật hoặc là ở bảo tháp hay là ở chánh điện á, mình tẩm với mình lao chánh điện, mình tẩm dầu thơm vô, mình lao thì kiếp sau chỗ ở mình lúc nào cũng thơm là một, thân thể mình thơm là hai, và mình giữ gìn không nói dối nữa thì miệng mình cũng thơm là ba. Tuy nhiên cái đó chỉ nhỏ nhoi lắm à, mà cái thơm này á là cái gì, cái gì mà thơm nhất, cái gì thơm nhất thì trong Tăng Chi Kinh chương ba pháp cũng có, mà như pháp cú cũng có. Lần ở cái ngày Ananda mới ngồi suy nghĩ xong mới chạy lên bạch Đức Phật, nó bạch Đức Phật là trên đời này có một cái mùi hương thì thường hưởng theo gió, mà đi có mùi hương nào mà bay ngược chiều gió không? Đức Phật nó có, đó là cái giới hương. Giới hương, cái mùi hương của giới thì nó bay xuôi chiều gió cũng có, bay ngược chiều gió cũng có, nó bay khắp bốn cõi cũng có à. Mà cái người mà thành tựu được giới hương là tối thiểu là vị thánh dự lưu. Sở dĩ Đức Phật ngài nói vậy giới hương bởi vì ngài ăn đa đang là bậc dự lưu. Thì khi mà mình cúng dường cái vật thơm như vậy đó, mình không cần ước nguyện về cái thân thơm hay là cái chỗ ở thơm, không cần thiết, mà ước nguyện được là có cái giới của mình nó thành tựu được cái mùi thơm. Mà giới mà thành tựu được mùi thơm thì bốn khổ cảnh không có tới. Mọi người mà cúng dường vật thơm này kia đó rất ít gặp cái cảnh mà xấu xa, cảnh xấu xa ở đâu nó có, không có. Cho nên trong kinh đại điển mới ghi nó là cái đối những vị mà có thường mà cúng dường cái mùi thơm như Đức Phật á, trong vòng 16 cây số, những cảnh tượng bất mỹ sẽ không bao giờ xuất hiện. Nói hôm nay vậy chúng ta dễ hiểu là trong vòng 16 cây số này, Đức Phật ở đây, con cọp nó rửa con nai mà chạy vô lọt vô vòng đai này, con cọp nó rửa con nai á chạy vô vòng đai này thì tự nhiên con nai nó bình thản đi, nó tự nhiên con cọp buông bỏ con nai đó đi kiếm rồi. Là trong cái trong vòng 16 cây số này Đức Phật này không bao giờ thấy cảnh bất mỹ, cái cảnh nào xấu xa không bao giờ thấy được. Ví dụ như cảnh mà bị đất rút này kia không có nằm trong vòng mắt của Đức Thế Tôn, nằm trong vòng mắt Thế Tôn không thấy, nó không có được. À, đây cái quả của sự cúng dường cái vật thơm đối với bảo tháp chánh điện hay là kim thân Phật. Mà cái này nằm trong cái nằm trong khả năng mình, mà mỗi tháng quý vị lao kim thân Phật nhà hai lần nữa không, rồi tẩm nước hoa vô trong cái nước thơm lao được không,
làm xong lấy nước hoa xịt lên, nghĩa là ước nguyện là do cái phước con cúng dường vật thơm đến cho kim thân Phật, xin cho con được cái giới hương, thành tựu giới hương. Cái được thành tựu giới hương thì mấy kia cũng có được thôi, mấy gì hết. Chúng ta nắm bắt được như vậy. Mọi người mà thường dường cúng dường vật thơm đến, Đức Thế Tôn hay là Chư Tăng đó, thì những cảnh tượng bất mỹ không thấy được, ít có thấy đó. Cho nên đôi khi mà chúng ta xem những cái những câu chuyện dự, những câu chuyện mà kỳ án rồi đó, biết những cái chuyện vụ án không? Trên YouTube nó có cái chương trình cái những cái YouTube mà những cái clip nói về vụ án đó, nói về tội ác nữa, mà xem mới được mấy cái đó cũng là xem cái quả xấu của mình ngày xưa nó hiện ra cái này không ạ. Rồi thất là liêu thất hay là tự viện? Thì Đức Phật ngài dạy rằng trong cái bài kinh Cô Tá Đánh Đá, Đánh Đá là cái răng, Cô Tá là cứng. Ông Bà La Môn này có hàm răng rất cứng, cho nên ông có tên là Cô Tá Đánh Đá. Đánh Đá là cái răng. Thì Đức Phật ngài dạy Bà La Môn này đó là tối thắng trong cái phước vật, tối thắng trong phước vật là bố thí trú xứ. Đến tứ phương tăng, nhớ cái chữ này nha. Nói chung thì chúng ta sẽ nghe là vậy này, xây chùa chúng ta hùng phước xây chùa cho hạng vậy. Thì cái hùng phước xây chùa đó nó không phải là phước tứ phương tăng, mà nó chỉ là cái liêu cốc thôi, cái chỗ ngủ thôi. Còn cái tứ phương tăng là cái vị đó làm cái chùa này có tác ý là dâng đến tăng tứ phương. Ví dụ như cái người mà xây dựng chùa đề này, trước đây là ông Tổ, tức là ngài Hộ Tông, mà không biết ngài có suy nghĩ là ngài xây dựng này cho Chư Tăng tứ phương hay không. Nếu như ngài không có ý nghĩ này thì cái chùa Bồ Đề này nó chỉ là của cá nhân, nó không phải là của tứ phương tăng. Của tứ phương tăng là khác. Một người mà cũng xây dựng lại chùa Bồ Đề với nghĩ rằng tôi xây dựng cái chùa này để cho tứ phương tăng, tăng tứ hướng, tứ phương ở đâu tới có thể về tới ngủ nha các bạn. Thì đó cái mới gọi là chùa tứ phương tăng. Đại khái thời vào thời Đức Phật thì có ông Cấp Cô Độc các bạn. Cấp Cô Độc. Và thời đó thì cái Chư Tăng ở cái nơi muốn thì tới về trú ngụ ở tại cái đại tự này. Tăng ở chỗ nào tới cũng có thể trú ngụ được. Dĩ nhiên là tăng phải là tốt đẹp nè, chứ thời Đức Phật thì tăng tốt đẹp rồi, còn thời bên này tăng nó cà lụi quá đi. Tăng nó sực xí mắn bùi chẳng ếch lắm á, cho nên cái quan của bà Quý Sa Kha chứ hả. Thì cất cái tự nguyện mà với tác ý rằng tăng tứ phương có thể về trú ngụ, thì cái đó mới gọi là bố thí trú xứ đến tứ phương tăng. Còn nếu thì sao cất một cái tự nguyện mà có ý nghĩa rằng đây là cái chùa tôi là người sáng lập ra, tôi khai sáng ra, thì nó không phải là tứ phương tăng. Nhớ hai cái ý nghĩa này khác nhau. Cho nên người thành lập chùa mong muốn cho phước mình tăng thì phải có khởi lên một ý là chùa này là dành cho
tăng tứ phương. Người cái vậy đó tới đây học tập tu tập là tốt. Chứ không có cái chùa của tôi, không phải là cái chùa của ta, ông cố ông cha lập ra, không phải. Rồi làm sao cho cái chùa nó được phát triển lên, chứ không phải nó tan hoang, chứ nó hư hao, không phải. Mà lợi dụng cái đó rất là nguy hiểm. À, cho nên cái phước vật mà tối thắng là bố thí đến trú xứ đến tứ phương tăng, đó là phước vật tối thắng. Đây là trong bài kinh Cú Tá Nâng Đá ở trường bộ 1, nghe. Tiếp theo nữa, cao hơn cái phước mà lớn hơn cái phước này đó, phước lớn hơn cái này là chính là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo, cái người mà bố thí trú xứ đến tứ phương tăng, thất liêu cốc tự nguyện, vân vân, thì người đó sau này gặp được cái trú xứ thuận lợi để hành pháp, có được cái trú xứ thuận lợi để hành pháp, tức là người đó sẽ gặp được cái chỗ mà có Phật pháp, có Phật pháp. Nhưng mà tôi gặp được cái có Phật pháp không, mà hành không là hành của là do mình nữa. Mấy cái nước giống như Miến Điện hay Thái Lan cũng gặp Phật pháp nữa, nhưng mà đâu phải ai cũng hành pháp đâu. Một số người hành pháp, có một số người không. Nhưng mà đó là cái trú xứ được thuận lợi cho mình, có cơ hội mình hiểu biết, mình học tập hiểu biết nhiều hơn. Nên nhưng mà gặp được cái trú xứ thuận lợi mà mình không có quy Tam Bảo thì cũng như không. Ở Việt Nam phải là một trú xứ có Phật pháp không, phải không? Có nhiều người đi chùa đúng không? Tôi thấy ít đâu. Nhưng mà một số cái đi chùa vậy, có ai có người nào có quy y không? Nghe nói phần lớn có quy y đúng không? Mà có đúng nghĩa quy y chưa? Cái quy y có đúng nghĩa chưa? Cái đúng nghĩa quy y á là cái người quy y xong phải khởi lên một cái ý. Thì nó mới thành tựu được quy y. Còn nếu không có là không có thành tựu được quy y đâu. Người đó sợ ý cái khởi lên quy y ý một trong những ý như này. Có nguyện quy y Tam Bảo kể từ đây cho đến trọn đời, người đó mới thành tựu được quy. Mà thường thường người sư cho quy y, sư nhắc nhở cái đó bắt buộc. Cái nguyện quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời là một. Thứ hai là gì? Nguyện rằng con phó thác nạn sống này cho Tam Bảo. Thế là bây giờ không phải của con nữa mà của Tam Bảo, bây giờ con mượn con sử dụng thôi. Cái con phó thác cái mạng sống này cho Tam Bảo. Thì khi đó mới gọi là thành tựu được cái tam quy. Còn không thì quý vị chỉ quy hình thức thôi, chỉ đọc bút thăng sanh năng cách xa mí thôi, nhưng mà thiếu hai cái tác ý này, một trong hai tác ý này thì xem như là quý vị chưa thành tựu trọn vẹn, cho nên sau này nhớ được như vậy á, vào những buổi lễ nào đó mà xin thọ trì xong nè, vậy cho quý y muốn nói gì nói thì kệ, rồi tự nhiên mình phải trong tâm nữa à. Con nguyện con là đệ tử Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời, thì lúc đó mình mới thành tựu tam quy. Còn không thì thôi, không có thành tựu, chỉ là cái hình thức bên ngoài thôi, chỉ là cái chữ viết trên nước mà thôi, hay mà là chữ viết trên cát mà thôi, nó không phải là chữ khắc sâu trong đá. Mà hai cái điều này ngài Bố Thí Quang Sáng ngài trong cái bản sớ giải về kinh Sa Môn Quả ngài nói rất rõ, tức là con nguyện nương nhờ Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn đời là thành tựu được tam quy. Hai là con xin phó thác mạng sống này đến Tam Bảo, hai cái là thành tựu được tam quy. Và thành tựu tam quy này có giá trị cao hơn là cúng dường trú xứ đến tứ phương tăng.
Tức là mình hùng phước xây chùa hay gì đó, phước này nó nhỏ so với phước mình 150. Cao hơn cái thành tựu Quy Tam Bảo này nó chính là giữ năm giới. Được trong sạch. Mà thường thường Phật tử cứ nghĩ năm giới là một cái bình thường, nhưng không bình thường mà còn cao hơn cái tâm quy nữa. Rồi cao hơn cúng dường trú xíu Tứ Phương Tăng nữa. Cho nên chúng ta mới thấy cái này, đây là bài kinh ở trong bài kinh Cú Tá Đăng Tá ở trường bộ kinh Đức Phật ngài dạy như vậy. Cho nên chúng ta mới nắm bắt được như vậy. Thì khi mà cúng dường trú xứ đến Tứ Phương Tăng thì cái quả của mình thì mình thứ nhất là mình được cái nhà cao cửa rộng. Nhà cao cửa rộng đã đành rồi, nhưng mà nhà cao cửa rộng nó không tốt đẹp lắm, nó chỉ quả thấp kém thôi. Mà mình sẽ ở trong vùng đất Phật, mà cái vùng được gọi là vùng của đất Phật á, thì còn có là cái vùng đất này gọi là vùng đất của Đức Phật, gồm đó là giới, định, tuệ. Vùng đất Phật là vùng đất có giới, định, tuệ. Mà mình ở trong cái dòng giới, định, tuệ này là mình rất là hạnh phúc rồi. Là mình sẽ có cơ hội tu tập giới, tu tập thiền định và trí tuệ, nó là như vậy. Thì họ có cái trú xứ mà tốt đẹp nhất, trú xứ mà tốt nhất thì giới định tuệ này đưa đến một trú xứ rất là tốt đẹp, đó là Niết Bàn giới. Niết Bàn giới nó tương tự như vậy, nó tương tự như vậy, tức là chỉ cho cái chỗ ngủ có thể là giường, chiếu, mền, đúng không? Nó là chỗ đi nghỉ ngơi đó. Thì hai cái này là phước rất là lớn, phước rất là lớn. Cho nên vị chư thiên hỏi Đức Phật rằng cho cái gì được lực, cho cái gì được sắc, cho cái gì được mắt, cho cái gì được lạc. Mà Đức Phật phải chỉ dạy cho con. Đức Phật nói ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt. Quý vị mà nửa tháng hay mỗi tháng lên đốt đèn như vậy đó, nó cho mắt sáng. Mắt sáng trong đó là cái pháp nhãn hoặc là cái tuệ nhãn. Pháp nhãn là con mắt thấy được các pháp chứng quả dự lưu. Nhưng mà đốt đèn mà mình không nguyện là do con đốt đèn cúng dường tới thì ân Đức Phật Tam Bảo để xin cho con chứng đắc được pháp nhãn, cái chứng đắc được quả dự lưu đó. Cái con mắt bình thường nó không có gì cả, nó chỉ là tốt đẹp bình thường một người kiếp thôi, mà pháp nhãn là chứng quả dự lưu. Rồi con xin chứng đắc được tuệ nhãn là thánh quả A La Hán. Mình chỉ lên đốt đèn mà mình không có tu nguyện này là mình cũng để thất bại được một lần. Cho nên cúng dường ánh sáng này đến cho cái bảo tháp hay là chánh điện thì mình sẽ được những cái năm con mắt. Thứ nhất là mắt thường là nó được xinh đẹp rồi, nó tốt rồi. Thứ hai là pháp nhãn, mắt nhãn, thiên nhãn nhé, thiên nhãn là con mắt của chư thiên, mắt chư thiên. Nếu mình tắt ý tới thì gặp được con mắt của chư thiên, thấy những cái vật chất nó xa, nghe không bạn? Rồi thứ ba là mình thấy được cái pháp nhãn là cái thấy được pháp, con mắt thấy được pháp,
Thứ tư là tuệ nhãn, là cái trí tuệ mình phải thấy được cái pháp vô thường, khổ, vô ngã, chứng đắc được thánh quả A-la-hán. Còn cái thứ năm nữa là Phật nhãn, là trí tuệ của Đức Phật, chúng ta không có ước nguyện được đâu. Không có ước nguyện được đâu. Chúng ta chỉ tuệ nhãn là A-la-hán là ok lắm rồi. Mà mình đốt đèn mà mình không nguyện là do con cúng dừa ánh sáng đến cho bảo tháp ân Đức Phật, cho con chứng đắc được đó. Những cái pháp nhãn hay tuệ nhãn là mình bỏ qua một cơ hội rất lớn. Chỉ đốt mà cúng dường hoa đăng, lễ hội hoa đăng, cái đó là một cái không có đúng. Cái đúng nhất là cúng dường ánh sáng đến cho ân Đức Phật hay là kim thân Phật là đâu tốt nhất. Thì được như vậy, cho nên Đức Phật này nè: ai cho ăn cho lực, ai cho mặt cho sắc, ai cho xe cho lạc, ai cho đèn cho mắt, ai cho trú xứ, người ấy cho tất cả. Mạnh đến mức độ như vậy đó. Nhưng mà mình không có để ý thì mình, cái lưu ý để mình ước nguyện mình. Cho tất cả là cho cái muốn mình thành tựu được, là pháp tự nhân cũng có, thiền định cũng có, A-la-hán cũng có. Mình không có cái để ý tới. Hai cái này là nó tương tự giống nhau. Như vậy là về tạng kinh 10 bậc thí thì chúng ta biết được cái kết quả của nó như vậy. Và chúng ta khi mà bố thí một trong những điều nào thì chúng ta tương ưng cái ước nguyện, tương ưng theo cái quả của nó. Rồi là mình nhân đó mình hướng cái tâm mình tới cái quả mà mình yêu cầu, nó phù hợp với cái vật của mình. Nó chứng đắc được cái điều đó, ước nguyện mình. Ví dụ như quý vị lau quét dọn chánh điện hay lau quét dọn bảo tháp vân vân, đó là sự phục vụ cho tam bảo. Phục vụ tam bảo sau này mình sẽ có nhiều tùy tùng, nhưng có nhiều tùy tùng không phải là sung sướng. Bởi vì tùy tùng đôi khi nó nhức đầu cho mình đó. Năm người mười ý mà quý vị thấy một đi một cái cuộc hành hương thôi, vừa rồi đi cuộc hành hương khoảng chừng nhiêu, như năm mấy người phải không? Đi ở Tích Lan năm 2 người phải không? Mấy? 42. Rồi có người bỏ đoàn đi đúng không? Có người bỏ đoàn đi đúng không? Người ta ra xe rồi còn quay ở lại ngồi hành thiền đúng không? Mà hành thiền đi cúng dường bông rồi bông qua đúng không? Bông qua thì với con thủy chiến nè, đoạn hạnh phải đi kiếm nè. Cái tùy tùng kiểu này là rắc rối rồi, mệt đâu có đúng không? Rồi tiền bạc rồi cái leo nheo léo nhéo lên là tại sao vậy nữa đúng không? Rồi vừa rồi ấy, mấy là tổ chức vậy đó mà vẫn còn thắc mắc là tại tiền bạc là sao. Tùy tụng vậy làm mình mệt mỏi chứ không cái gì đâu. Rồi có một ông sư đi lên cái pháo đài sư tử, tự nhiên bỏ đoàn đi xuống cái kiểu khác. Người ta phải đi kiếm. À, ai biết mình đi phải đi theo đoàn không? Tới đó tự nhiên đi xuống. Pháp đại sư tử á. Nhưng mà ai biết là nửa chừng cái đoàn tự nhiên lên đường này về đường khác đúng không? Mà từ cái pháo đài sư tử nằm đây nè, đây đi lên, rồi đây đi xuống đây, từ đây qua đây một đoạn dài đó, tự nhiên lạc mất công sư kiếm thì kiếm bài. Cái tùy tùng cái này nó cũng gây rắc rối cho mình đúng không? Nhưng mà chỉ có cái tùy tùng không gây rắc rối mình mới làm lết cho mình nữa, cái tùy tùng đó mới đáng đó. Nó chính là những pháp thượng nhân nghe, thần thông, pháp thần thông muốn bay cứ vèo, nó đâu có làm phiền hà gì mình đâu, nó còn lợi ích cho mình nữa đúng không?
Rồi muốn giới tâm mình biết tâm người khác, biết cây bèo nó đâu có làm khó chịu mình đâu, nó giúp đỡ mình, vân vân. Thì khi phục vụ vậy đó, là mình biết được có người phụ tùng, mình có được tùy tùng. Mà tùy tùng tốt nhất của mình là năm pháp thượng nhân là thần thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, rồi thiên nhĩ thông, rồi túc mạng thông. Cái đó giúp đỡ cho mình tại mình không biết ước nguyện thôi, mình cần phải ước nguyện mấy cái pháp thần thông đó à, hay là lộ tận thông chứ không phải. Nó sẽ dẫn tới mình đấy, thì tùy theo cái ước nguyện của mình mà thôi nha. À, cho nên chúng ta mới thấy được cái biết được kết quả rồi ước nguyện với kết quả nó tương thích với cái điều kiện chúng ta làm thì nó sẽ dẫn tới kết quả rất là lớn các bạn.